Jesu Catania. Bô gam bóng. Bô này khó chịu quá. Đây ơi. Qua đây đi. Chơi game như tùng lâm rồi. Một tới bốn luôn à? Không, tới 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 này màu gì vậy? Màu nâu. Xe quá trời bóng. Đầu lòng của nó vậy nè. Cáp này rất là chắc, rất là bóng. Bình xăng của nó nè. Xe này có dọn được rồi. Đèn lái, mình lái rất là bóng. Đầm này có sơ. Sơn này chắc có sơn này rồi nè. Em phục sao nữa. Xe này đặc trưng cái nó là cái da yên. Yên của nó còn quá dữ.
bô cực kỳ bóng luôn. Trước sẽ đề máy thử cho anh em nha, đồng hồ rất là đẹp. Nó đề rất là nhạy luôn nha. Máy móc rất là êm luôn. Các bạn nghe máy nổ không? Rất là êm. Tân của xe này là cái mô nổ rất là chất. Đầy đủ Vespa. Anh em nào có đam mê thì cứ liên hệ mình ở bên dưới nha. Em nhớ ủng hộ kênh của mình nha, theo dõi ủng hộ và chia sẻ kênh của mình. Ok, rất là đẹp.
đẹp.